Thân chào các bạn. Hôm nay cô sẽ tán bạn với các bạn một cái đề tài đó tương đối khá mới, đó là nói về cái sắc tướng của con người. Chúng ta trong cuộc sống của chúng ta hồi nào giờ chúng ta nói về tử vi thì tử vi cũng đã định sẵn cái số phận cho mình như vậy. Mình sinh ra ai cũng muốn của mình có cái cuộc sống ấm no hạnh phúc, cuộc đời mình nó bình an, nó tốt đẹp. Nhưng tại sao? Tại vì sao mà mình cuộc đời của mình nó nhiều cái lận đận gian nan? Thì chúng ta bảo là cái giờ sanh tháng đẻ của chúng ta nói về cái tử vi giờ sanh tháng đẻ, thì cái cuộc đời của chúng ta có thể giải đổi được nếu chúng ta biết làm những việc thiện, những việc tích đức thiện thì nó cũng có thể thay đổi vận mạng của con người. Còn con người nói về nhân tướng học thì ai cũng muốn mình được đẹp, được xinh, được cái sự mà giàu sang phú quý, cái hình thể bên ngoài nó bắt mắt, chứ ai không ai muốn là mình xấu xí hết. Và các bạn lưu ý là người ta bảo là tâm sinh tướng, nghĩa là nếu mà chúng ta có cái sự thay đổi về cái tâm tính của chúng ta thì cái tướng mạo ở bên ngoài của chúng ta nó cũng có thay đổi nha các bạn. Còn nói về thí dụ bây giờ Trung Hoa người ta có cái câu à, lấy lập gia đình á, thì người ta chọn người có đức có tài, chứ không phải là chọn người có sắc đẹp ở bên ngoài. Nếu mà chọn người có sắc đẹp thì người ta chỉ cưới để mà làm vợ lẽ, để làm thiếp thôi. Còn Việt Nam của chúng ta thì chúng ta nói là có câu là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Ông bà thường chọn dâu, chọn dâu á, thì không phải chú trọng về cái người con gái là có cái nước da trắng trẻo, ẻo lả, kêu là sắc đẹp là khuynh nước khuynh thành, mà người ta chú trọng vào những cái người mà có thể đem lại cái sự phúc đức thịnh vượng cho con, cho cháu của người ta ở sau này. Những cái người vợ mà nhìn ở ngoài so sánh thì nó không đẹp bằng cái những cái người có cái sắc đẹp mà lộ nhìn vô là thấy động lòng liền, mà nó có cái tướng gọi là cái tướng phu nhân, có cái sự mà hiền lành phúc đức thì người ta lại chọn. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu về thế nào là tốt và là xấu ở trong trong cái tướng nhân tướng học nha. Thì nói về tướng thì các bạn thấy thường thường người ta thấy là nhìn về nam á với nữ á, thì nó không có đồng cách với nhau đâu nha các bạn. Nếu mà người nam á thì người ta cái thấy là những người nào người ta có cái trán cao rộng sáng sủa thì người ta muốn như cái người này là những cái người sẽ được thành đạt, sẽ ăn nên làm ra, sẽ có cái kiến thức rộng rãi. Nhưng mà nếu mà cái người phụ nữ mà có cái trán cao mà rộng như vậy thì lại không được như người nam. Cuộc đời của người nữ mà có cái trán mà quá rộng mà quá cao á, thì lại là những cái con người nó khó ngập. Cho nên vữa tướng của nam với nữ nó có cái phần khác biệt với nhau. Như thí dụ như đàn ông á, thì mình nói là có cái lưỡng quyền cao, cái lưỡng quyền là xương ngực má này nè, mà cao to thì đây là những cái người có làm ăn nên làm ra, có chức có quyền, có người có can đảm, có cái phúc phận. Nhưng mà ngược lại chị em phụ nữ mà chúng ta lại có cái lưỡng quyền cao quá thì người ta lại bảo là đây là những cái người mà có số mà khắc chồng khắc con và dễ ăn hiếp chồng ăn hiếp con, cái số mà về sau cuộc đời thường thường mà nó trở nên cô quạnh. Còn nếu mà như nam á, nam người ta nói là nặng người á, mà cái tiếng nói mà nó to nó sang sảng á, là cái tiếng sang à, là cái người can đảm, gọi là cái tướng tốt à, cái con người là thông minh tháo giác. Nhưng mà chị em phụ nữ chúng ta mà nếu mà chúng ta lại có cái tiếng nói như đàn ông sang sảng rỗng rãng thì đây lại là cái tướng khắc phu, cái tướng kêu là tướng khắc phu, cái tướng dâm loạn và dễ phải qua phải nhiều đời chồng chứ không phải được một chuẩn vợ thuận chồng nha.
Còn tiếp sang mình nói về cái, người ta nói là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn nha. Còn chị em phụ nữ của mình thì các bạn biết như thế này nè, mắt là chỉ về cái tinh thần của cái người phụ nữ. Người phụ nữ có sung sướng, có đẹp đẽ, có thông minh hay là có không được thông minh lắm thì cũng ở nhìn vào cái đôi mắt. Cái đôi mắt nó lờ đờ, cái đôi mắt nó không tinh anh thì nó nói lên những cái sự không tốt đẹp cho mình. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn của người phụ nữ. Nhưng mà nhìn về cái mũi của mình lại chỉ cho cái về cái người chồng của mình sau này. Nhìn cái mũi của mình sẽ biết mình sẽ làm tốt cho gia đình chồng hay không là ở cái mũi. Còn mà nhìn vào cái môi có miệng thì nó lại liên quan đến cái con, lại đến đến con của mình, đến con, đến cháu của mình. Thì nó mũi, mắt, miệng thì mỗi cái này nó lại tượng trưng cho một cái điều đó. Bây giờ nếu mà cái tướng, người ta còn nói mà cái những cái người mà đẹp đẹp, các bạn cứ tưởng tượng như là những cái diễn viên người mẫu điện ảnh, là các bạn thấy cái tướng cao thông thả nè, cái tướng cao nè, người ốm, người thanh mảnh, nhìn vô là ai cũng thích cái tướng người mẫu. Nhưng mà tại sao những cái người đó, các bạn suy nghĩ kỹ, người ta nghiệm ra thì những cái người đó lại là những cái người mà cái số cũng không được cái sung sướng đâu. Mà thường thường cuộc đời của những cái người mà như vậy lại là có cái phần đó là người ta nói mà hồng nhan mà tại sao bạc phận. Da dẻ chỉ trắng hồng, da dẻ trắng nhuộm mượt mà, nhưng mà cái má hồng, cái má nó hồng đó, người ta bảo là đó là hồng nhan bạc phận. Cái má hồng đó các bạn, hồng nhan bạc phận. Còn cái người mà đem lại cái sự mà sung sướng nè, đem lại cái sự phát đạt cho nhà chồng, người ta nói là dụng phu ích tử, thì những người đó lại là những cái người thấp bé hơn, những cái người mà kiểu là hơi phì, có cái bề, có cái chiều cao tầm thước thôi. Nhưng mà họ nhìn vô cái cốt cách của đó là mình ta thấy là đó là cái sự mà nghiêm chỉnh nè, có sự ôn hòa, có sự hiền hậu, thì đây lại là những cái người mà làm ích lợi cho nhà chồng, dưỡng phu ích nghĩa. Không phải là mình đến với người ta là người chồng sẽ được hưởng cái của cải, mà là cái khẩu về sau á thì đem lại cái sự tươi đẹp cho bên nhà chồng. Người phụ nữ là không có cao lắm, da dẻ thì cũng trắng, nhưng mà nó không bị hồng hoặc nó không bị những cái tàn nhang, thì đó là những cái người lại tốt đẹp nha. Khuôn mặt họ thường thường là đầy đặn, không bị trơ xương ra, mũi họ không hết lên hoặc là quá ngắn, thì nhìn những cái đó thì lại là những cái người mà đem lại sự tốt đẹp cho người phối ngẫu của mình. Rồi người về nữ các bạn, người ta tối kỵ là những cái đặc tính là cô thần. Cô thần là sao? Cô thần là cái người mà có cái mà đôi mắt nó trắng giả, mũi thì hết lên, mô nói chuyện thì lộ cả cái chân răng, trán hoặc bị lẹm hoặc là lớn quá, đầu to quá, thì đó là những cái con người cứ nói là những cái người mà cô thần, số phận nó sẽ không được may mắn, thường thường lại là cái sự mà cô đơn. Trong cái cuộc sống có nhiều cái đô cô đơn. Người đàn bà thì miệng mà mỏng, môi mà mỏng quá hoặc là môi xám quá hoặc là trắng bệch thì cũng không tốt. Mà lưỡng quyền cao quá đó, thì lại vừa khắc chồng mà khắc con, mà lại lận đận về cái đường con cái. Thì chúng ta nghe
rồi chúng ta nghiệm thử coi những cái đây là những cái kiến thức của những cái người xưa người ta truyền lại, thì mình ngẫm coi nó có đúng hay không nè. Còn những cái người mà cái lông mày mà nó dựng đứng lên á, thân hình mà nó quá ngắn mà cái mặt á thì lại dài, thì tiếng nói á thì lại như là phèn la, hoặc là cái tiếng nói người nữ mà cái tiếng nói như cái người nam, thì thường thường những cái người đó là không được cái sung sướng về cái đường gia đạo. Mình khắc chồng mà mình lại tổn hại về con, về cái đường con cái mình cũng không được tốt đẹp, không có được thuận lợi. Về già mình thường sẽ bị cô đơn, khốn khổ. Thì sinh ra đời ai cũng muốn là mình được sung sướng, ai cũng muốn mình được đẹp đẽ. Thì nếu mà mình có những cái không hay, những cái tướng đó, thì đó là chúng ta có thể làm những cái việc tốt hơn. Chúng ta làm những cái điều tốt, những cái điều thiện, thì nó cũng sẽ quá giải được các bạn ơi. Nó sẽ thay đổi cái nhân tướng con người khi mà chúng ta, tâm chúng ta phát khởi ra được những cái điều lành, thì những cái sau tướng xấu của ta nó sẽ thay đổi nha các bạn. Thì qua mấy bài này thì cô mong rằng chúng ta hiểu được đâu là cái tướng tốt, đâu là cái tướng xấu. Và chúng ta, nếu mà chúng ta chẳng may gặp những cái tướng xấu, thì chúng ta cố, chúng ta làm những cái điều tốt để mà chúng ta quá giải được những cái phần xấu của bản thân mình. Cô sẽ tiếp tục với các bạn vài những về cái đài này qua những cái bài tiếp theo. Mong các bạn ủng hộ cô và hãy đăng ký kênh, bấm like nha. Thân ái chào các bạn. Chúc các bạn cùng gia đình được vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha.